nhất là chúng ta vào phần đầu tiên. Trong phần hội nghị Ianta thì chúng ta chỉ cần nhớ cho cô những kiến thức hết sức cơ bản như sau. Thứ nhất là vì sao cái hội nghị này được diễn ra hay là có thể nói rằng là hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh hay là hoàn cảnh nào? À, như các em đã biết rằng là vào đầu năm 1945 của Chiến tranh Thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối cùng và rất nhiều mâu thuẫn nổi lên trong phe Đồng Minh, à, trong đó có những vấn đề ví dụ như là um, cần phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít này, phải thành lập một cái trật tự thế giới mới sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc và quan trọng hơn tức là thành quả thắng lợi đã đến gần những nước nòng cốt trong phe đồng minh cũng phải nghĩ cách để phân chia thế nào cho phù hợp với lại cái quyền lợi của mình khi tham chiến. Chính vì thế mà trong cái phần này, cái hoàn cảnh ở đây chúng ta cần lưu ý cho cô, hội nghị này nó diễn ra trong cái bối cảnh tức là chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Đây là vấn đề chúng ta cần lưu ý. Và vấn đề thứ hai chúng ta thấy rằng là nó diễn ra trong một bối cảnh là có nhiều cái mâu thuẫn nổi lên trong phe đồng minh hay có thể nói rằng là cần giải quyết nhiều vấn đề trong phe đồng minh cần giải quyết những cái mâu thuẫn trong phe đồng minh mà cô vừa mới trao đổi với các em tức là đấy là những vấn đề nổi cộ cần phải giải quyết khi mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai uh, kết thúc và chính vì vậy mà chúng ta cũng phải trong cái hội nghị yên ta này chúng ta cũng phải nhớ cho cô cái thời gian và thành phần đến học các em ạ về thời gian của hội nghị này thì chúng ta lưu ý cho cô nó diễn ra từ ngày mùng 4 cho đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 Đấy, chúng ta lưu ý cho cô là thời gian như vậy Và thành phần của tham gia hội nghị này là nguyên thủ của ba quốc gia nòng cốt trong phe đồng minh đó là uh, đại diện cho nước anh là soxin đại diện cho mỹ là tổng thống mỹ zoroven và đại diện cho liên xô là uh, stalin như vậy là ba nguyên thủ của ba quốc gia nằm cốt trong phe đồng minh đã đến họp. Ở đây thì các em lưu ý cho cô, tại sao lại không có Pháp? Đấy, thành phần thì có đại diện của Liên Xô này, đại diện của Anh và đại diện của Mỹ. Ở đây chúng ta lưu ý cho cô là rất nhiều em đã nhầm là à, và cho thêm nước Pháp vào nữa thì chúng ta lưu ý là không có bởi vì chúng ta biết rằng là à, thời kỳ mà uh, phát xích đức tấn công nước pháp thì uh, chính phủ pétain đã đầu hàng pháp xích đức làm tay sai phát xích đức vì thế mà đến khi cái lực lượng đồng minh giải phóng nước pháp thì bây giờ nước pháp mới đứng trong cái phe đồng minh chống phát xít chúng ta lưu ý cho cô cái chỗ này và như thế thì uh, hội nghị yên ta đã diễn ra trong cái bối cảnh và trong cái thời điểm thời, thời gian và thành phần và tất nhiên uh, hội nghị yên ta này nếu như mà chúng ta lưu ý cho cô là người ta cũng có thể trong cái dạng câu hỏi trắc nghiệm ấy, người ta có thể hỏi rằng là uh, địa danh ở đâu người ta không nói là yên ta và liên xô hay là anh mỹ pháp vân vân các cái phương án đưa ra thì chúng ta lưu ý cho cô là yên ta uh, là cái địa điểm thuộc liên xô các em ạ đấy để chúng ta lưu ý như vậy uh, vấn đề thứ hai là chúng ta vấn đề thứ ba cũng muốn đề cập đến với chúng ta đó là cái nội dung của hội nghị này nội dung của hội nghị An Ta là giải quyết ba vấn đề mà các nước nòng cốt trong phe đồng minh đặt ra và sau một cái thời gian tranh cãi cũng rất là ác liệt rất là gay gắt các em và cuối cùng thì hội nghị đã đi đến ba cái kết luận quan trọng chúng ta lưu ý cho cô ba cái ba kết luận này cũng là những cái nội dung cơ bản nhất của hội nghị An Ta đó là các nước đồng minh đều thống nhất là cần tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt giật Nhật. Ở đây các em lưu ý cho cô đó là tiêu diệt tận gốc phát xít. Đấy, ngắn gọn như vậy thôi. Và tất nhiên trong cái nội dung này thì có thể phát triển ra rất là nhiều ý. À, trong cái việc mà cần tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật thì Liên Xô sẽ tham gia chiến tranh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương khi mà cuộc chiến tranh ở châu Âu kết thúc khoảng từ 2 đến 3 tháng Đấy. và các nước đã đồng ý cho cái cái đề nghị của Liên Xô như vậy. À, vấn đề thứ hai mà các nước cũng đi đến thống nhất đó là thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc thành lập tổ chức liên hợp quốc để làm gì để mà duy trì hòa bình và an ninh thế giới bởi vì chúng ta thấy rằng là uh, trước khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra thì trên thế giới có một cái tổ chức đó là hội quốc nước, quốc niên tuy nhiên thì uh, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã bùng nổ vì thế mà sau chiến tranh thế giới thứ hai để mà duy trì uh, trật tự thế giới và quan trọng hơn đó là bảo vệ những cái thành quả mà những nước tham gia những nước thắng trận tham gia thì uh, các nước này đã thành lập cái tổ chức đồng ý thành lập tổ chức Liên Quốc với mục đích chính nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai và cái thứ ba nội dung thứ ba tất cả các nước trong phe đồng minh đều quan tâm đó chính là phân chia thành quả thắng lợi sau chiến tranh hay có thể nói rằng là phân chia phạm vi ảnh hưởng phân chia phạm vi ảnh hưởng, phân chia cái khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và với nội dung thứ ba này, người ta có thể triển khai ra rất nhiều các cái câu hỏi trắc nghiệm khác nhau. Đấy, cô lấy ví dụ như là để trong cái nội dung thứ ba thì các em thấy rằng là phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu, đó là vùng Đông Âu của anh Pháp Mỹ đó là vùng Tây Âu. Đấy hoặc là uh, ở khu vực châu Á thì phân chia như thế nào thì nội dung cơ bản là các em đã được uh, học rồi và thông qua các cái cái câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta đã nhớ lại rồi cô không nhắc lại nhiều nữa. Nhưng ở đây thì uh, chúng ta lưu ý là trong cái phần phân chia phải bị ảnh hưởng, chúng ta lưu ý cho cô những câu hỏi người ta có thể nhấn mạnh đến. Ví dụ uh, ở châu Âu những nước nào là những nước trung lập? thì chúng ta cũng phải nhớ là Áo và Phần Lan là hai nước trung lập hoặc là vấn đề Mông Cổ ở châu Á được giải quyết như thế nào phương án ABCD thì chúng ta cũng lưu ý cho cô à, các nước cũng đã thống nhất là đối với Mông Cổ thì là giữ nguyên trạng Mông Cổ đấy hay là ảnh hưởng của Liên Xô ở khu vực châu Á như thế nào vân, vân có thể người ta không hỏi chúng ta đi vào kỹ từng nội dung từng ý của cái phần 3 này nhưng người ta sẽ đề cập đến những cái nội dung mà chúng ta ít để ý đến và đấy chính là những cái câu hỏi có tính chất là buộc chúng ta phải hiểu bản chất của các sự kiện đấy. hoặc là trong cái phần nội dung thứ ba này thì uh, khu vực đông nam á là thuộc phạm vi ảnh hưởng của những nước nào abcd ví dụ như vậy thì chúng ta đã lưu ý cho cô là khu vực đông nam á là thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương tây đông nam á cùng với lại nam á nam á ở đây chính là ấn độ là thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương tây tuy nhiên thì vấn đề đông dương nó không được đề cập một cách cụ thể trong hội nghị yên ta chúng ta lưu ý cho cô như vậy vì thế mà câu hỏi cũng có thể người ta hỏi đến là vấn đề đông dương được đề cập đến trong hội nghị này như thế nào thì chúng ta lưu ý đông dương thuộc khu vực đông nam á và cũng giống như các nước đông nam á khác thì khu vực đông dương trong hội nghị yên ta mới đề cập một cách rất là chung chung tức là phạm vi ảnh hưởng của các nước phương tây mà phải đến hội nghị botsdam À, thì vấn đề Đông Dương mới được đề cập một cách rất là rõ ràng. Đó là gì? Đó là phía Bắc Vĩ tuyến 16 ở Đông Dương thì à, giao cho quân Trung Hoa Dân Quốc vào à, giải giáp lực lượng phát xít Nhật. Còn phía Nam Vĩ tuyến 16 ở Đông Dương à, giao cho quân Anh vào làm nhiệm vụ giải giáp phát sinh nhật như vậy thì chúng ta cô chỉ nhấn mạnh đến những cái nội dung mà à, trong quá trình ra câu hỏi trách nghiệm người ta sẽ đề cập đến thì cũng yêu cầu các em là nhớ các cái sự kiện này à, muốn làm được tốt điều này thì chúng ta phải đọc sách giáo khoa và sau khi đọc xong chúng ta nhớ được những kiến thức cơ bản như vậy và với cái nội dung của hội nghị yên mà các nước nòng cốt trong phe đồng minh đã thỏa thuận như vậy thì nó đưa đến một cái hệ quả đó là những cái quyết định của hội nghị yên ta và những thỏa thuận sau đó đã dần dần hình thành một cái trật tự thế giới mới hay những quyết định này đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới dần dần được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai đó chính là trật tự hai cực yên ta. Những quyết định này nó đã trở thành cái khuôn khổ của một trật tự thế giới mới. Và cái trật tự thế giới mới này dần dần được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đó chính là trật tự hai cực Ianta. sao người ta lại gọi là trật tự hai cực yên ta bởi vì những cái quyết định trong hội nghị yên ta nó đã đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng để rồi sau chiến tranh thế giới thứ hai một trật tự thế giới mới được hình thành đó là trật tự hai cực yên ta ở đây hai cực muốn nói đến một cực là liên xô có đóng vai trò đứng đầu có ảnh hưởng lớn trong cái cực đó và cực thứ hai là mỹ với cái vai trò đại diện cho cái phái phe tư bản chủ nghĩa và trật tự hai cực yên ta này không phải nó hình thành ngay sau cái hội nghị yên ta mà nó được dần dần hình thành qua những cái hội nghị sau đó ví dụ như là hội nghị Potsdam tháng 7 tháng 8 năm 1945 rồi là vấn đề nước Đức, vấn đề ở khu vực châu Á, vấn đề Triều Tiên vân vân và kết cục là đến năm 1949 thì trật tự này mới thực sự được hình thành. Nội dung thứ hai cô muốn đề cập với các em chính là tổ chức Liên hợp quốc Nội dung đề cập đến việc mà thành lập một cái tổ chức nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới sau chiến tranh thế giới 2 đã được đề cập đến trong hội nghị IANTA và đối với tổ chức Liên Hợp Quốc thì trọng tâm ở đây chúng ta cần nhớ cho cô là cái sự thành lập tổ chức này diễn ra như thế nào và quan trọng hơn chúng ta nhớ cho cô năm nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc và năm nguyên tắc này nó toát lên cái vai trò lớn nhất của Liên Hợp Quốc là gì sau chiến tranh Thế Giới Thứ Hai thế là đây chúng ta lưu gửi cho cô những cái ý cơ bản như sau à, tổ chức Liên Hợp Quốc được thành lập thì các em cũng nhớ cho cô rằng là à, sau chiến tranh thế giới thứ hai thì tổ chức này mới thực sự tức là là nó, nó được chính thức coi như là cái, cái cái sự thành lập chính thức. Thế nhưng mà trên thực tế thì vào khoảng tháng 4 và tháng 6 năm 1945, tức là lúc bấy giờ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chưa kết thúc thì có một cuộc họp tại thành phố San Francisco, nước Mỹ với sự tham gia của đại biểu 50 nước để thông qua bản hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc tuy nhiên đến ngày 24 tháng 10 năm 1945 thì sau khi được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn thì bản hiến chương này chính thức có hiệu lực. Và sau đó thì ngày 31 tháng 10 năm 1947 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 24 tháng 10 hàng năm trở thành ngày Liên hợp quốc các em ạ. Như vậy là chúng ta lưu ý cho cô là nó chính thức ra đời đó là ngày 24 tháng 10 năm 1945 đấy về thời gian thì chúng ta lưu ý cho cô như vậy à, vì là vì sao lại như vậy bởi vì lúc bấy giờ à, năm cái nước quan trọng trong tổ chức liên hợp quốc đó là à, liên xô anh pháp mỹ và trung quốc phê chuẩn thì cái bản hiến chương có hiệu lực và ngày này trở thành ngày thành tập tổ chức liên hợp quốc thế cái cái điều quan trọng ở đây chúng ta lưu ý là thành lập tổ chức liên hợp quốc để làm gì hay là cái tổ chức liên hợp quốc này có vai trò gì thì các em lưu ý cho cô là cái vai trò của liên hợp quốc vai trò quan trọng nhất của liên hợp quốc ở đây đó chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới À, tất nhiên nó không chỉ có việc một cái nhiệm vụ là duy trì hòa bình và an ninh thế giới à, trong quá trình tồn tại của mình, thì Liên Hợp Quốc đã có nhiều cố gắng trong việc mà giải quyết các cái vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực. Đồng thời thì cũng thúc đẩy cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác, giúp đỡ các dân tộc về mặt kinh tế, văn hóa, y tế, nhân đạo, vân vân. Như thế thì ở đây ngoài cái duy trì hòa bình thế giới thì các em lưu ý cho cô cái nội dung quan trọng nữa cái vai trò quan trọng nữa của liên hợp quốc đó là thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác thúc đẩy cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các cái quốc gia trên thế giới và một nội dung nữa mà Liên Hợp Quốc trong quá trình tồn tại của mình cũng đã thực hiện đó là giúp đỡ các dân tộc về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Về kinh tế, này, văn hóa, rồi là giáo dục, y tế vân vân. Thông qua các cái tổ chức chuyên môn của mình thì Liên Hợp Quốc cũng đã đóng vai trò như vậy. Tuy nhiên vai trò lớn nhất của Liên Hợp Quốc vẫn là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Các em lưu ý cho cô chỗ này. Và để mà trong quá trình tồn tại của mình thì Liên Hợp Quốc phải hoạt động theo những cái nguyên tắc cơ bản thì các em chú ý cho cô chúng ta lưu ý cho cô nhớ cho cô những cái nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc. Nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc là dựa trên năm cái nguyên tắc cơ bản mà trong sách giáo khoa cũng đã đề cập đến. ở đây chúng ta lưu ý cho cô là trong quá trình học chúng ta nhớ những cái từ khóa để quá trình, quá trình chúng ta làm câu hỏi trách nghiệm nó thuận lợi. À, đó là những cái nguyên tắc à, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc đấy là cái nguyên tắc rất là quan trọng nguyên tắc số 1 nguyên tắc thứ hai là tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước thứ ba là không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào và cái thứ tư đó là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và cái thứ năm cái yếu tố cực kỳ quan trọng thế giới có hòa bình hay chiến tranh nó phụ thuộc nguyên tắc thứ năm đó chính là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn của liên hiệp quốc lúc bấy giờ gồm có liên xô mỹ anh pháp và trung quốc và hiện nay thì các em thấy rằng là khi liên xô sụp đổ thì liên bang nga có cái tiếp tục để giữ cái vị thế thay thế liên xô trong cái cái, cái vị trí là những cái nước lớn của uh, tổ chức hội đồng bảo an liên hiệp quốc các em đều yêu như vậy và như thế thì năm nguyên tắc này chúng ta uh, nhớ và trong sách học khoa đã có rồi uh, tuy nhiên trong nguyên năm nguyên tắc thì chúng ta lưu ý cho cô người ta cũng sẽ nhấn mạnh đó là uh, trong năm nguyên tắc đấy nó toát lên vấn đề gì thì ở đây chúng ta lưu ý cho cô là trong năm cái nguyên tắc này thì nó toát lên một vấn đề đó là gì đó là phải tôn trọng độc lập chủ quyền của tất cả các quốc gia không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình đấy là những cái nguyên tắc những cái lý do cơ bản nhất để mà liên hợp quốc là một cái tổ chức quốc tế lớn nhất ở đó có một cái sự vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau và nó tồn tại cho đến ngày nay các em ạ đây hiện nay thì có thể nói rằng là trên thế giới liên hợp quốc vẫn là một cái tổ chức lớn nhất và năm 2006 thì liên hợp quốc đã có 192 quốc gia thành viên các em ạ Vậy thì Việt Nam tham gia tổ chức Liên Hợp Quốc vào thời điểm nào thì chúng ta lưu ý cái cái mối quan hệ trong quá trình học thì chúng ta cũng lưu ý cho cô. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc đó là vào tháng 9 năm 1977. Ngày 20 tháng 9 năm 1977 thì Việt Nam đã trở thành cái thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Thế ở đây thì chúng ta lưu ý cho cô là cùng với lại nghiên cứu về cái tổ chức Liên Hợp Quốc này thì chúng ta cũng phải biết được là những cái cơ quan chính của Liên Hợp Quốc và những cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Thì các em lưu ý cho cô là hiến trương của Liên Hợp Quốc cũng có quy định rõ bộ máy của Liên Hợp Quốc thì gồm có 6 cơ quan chính đó là Đại hội đồng, này Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác Tòa án Quốc tế và Ban thư ký, đây chính là sáu cơ quan lớn của Tổ chức Liên Hợp Quốc. Ngoài ra thì Liên Hợp Quốc còn hàng rất là nhiều các cái tổ chức chuyên môn khác hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là uh, tổ chức uh, uh, y tế này, uh, rồi là cái uh, tổ chức uh, bảo vệ uh, nhi đồng này, UNICEF này, đấy. rồi là uh, tổ chức uh, bảo vệ các cái di sản văn hóa thế giới ví dụ như là UNESCO hoặc là uh, quỹ dân số thế giới vân vân các cái từ viết tắt khác nhau của Liêu quốc đấy là những cái cơ quan chuyên môn của liên Hợp quốc hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới các em ạ. Và tất nhiên trong cái số cái tổ chức của Liên Hợp Quốc thì người ta nói rằng hỏi chúng ta rằng là à, cái tổ chức nào đóng vai trò quan trọng nhất trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới thì ở đây cô không đi nhắc lại một cách quá chi tiết về các cái tổ chức của Liên Hợp Quốc. Các em lưu ý cho cô nhé. Các cái tổ chức của Liên Hợp Quốc các cái cơ quan các cái tổ chức của Liên Hợp Quốc thì có rất là nhiều tuy nhiên thì cô muốn đề cập đến với các em các cái 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 tổ chức lớn và cái cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc chính là Hội đồng Bảo an Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nó có cái sự thay đổi như thế nào để chúng ta làm những cái câu hỏi mang tính chất là nâng cao các em chú ý cho cô là uh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc À, lúc đầu thì chỉ có năm thành viên năm thành viên này chính là ủy ban thường trực của liên hợp quốc em ạ à, ở đây đó chính là năm nước à, liên xô này anh pháp mỹ và trung quốc à, sau này thì liên bang nga là sự kế vị của liên xô và hội đồng bảo an này à, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đó là duy trì hòa bình và an ninh thế giới mặc dù họ chỉ có 5 thành viên. Mọi quyết định thế giới hòa bình hay chiến tranh hay là uh, sử dụng cái lực lượng của Liên hợp quốc vào những quốc gia nào là phải có sự nhất chí của năm nước trong hội đồng bảo an Liên hợp quốc. À, tuy nhiên thì hội đồng bảo an Liên hợp quốc đến nay cái vai trò và vị trí cũng bắt đầu đã mở rộng hơn và có khác với trước. Vì thế mà cái uh, tổ chức hội đồng bảo an Liên hợp quốc này uh, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng và nó là một trong những cái nội dung người ta có thể xoáy vào đấy để giải quyết cho chúng ta những cái câu hỏi nâng cao. Ở đây thì cô lưu ý cho các em là hội đồng bảo an Liên hợp quốc lúc đầu chỉ có 5 thành viên thôi. Năm thành viên ở đây đó là Liên Xô này. Anh Pháp Mỹ và Trung Quốc. Đây là năm nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và tất cả những vấn đề quan trọng đều được năm nước này bỏ phiếu thì mới được thông qua. Thế tuy nhiên thì đến nay Hội đồng Bảo an đã có sự thay đổi không phải 5 thành viên nữa mà nó là 15 thành viên. Đấy. Ở đây chúng ta lưu ý cho cô. Đây là cái ý mà người ta có thể hỏi chúng ta dưới dạng câu hỏi nâng cao. Thì trong 15 thành viên này thì nó chia ra làm hai. Một là vẫn là 5 ủy viên thường trực như cô vừa mới nói trên. Đấy. Hiện nay thay Liên Xô bằng Liên bang Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Và 10 ủy viên không thường trực 10 ủy viên không thường trực này là nhiệm kỳ 2 năm các em ạ. Như vậy là có sự thay đổi. Và tất nhiên tất cả mọi vấn đề của Liên Hợp Quốc giờ đây không phải chỉ có 5 thành viên thường trực này thông qua mà phải được thông qua với cái kết quả là 9 trên 15 phiếu. Các em chú ý cho cô là 9 trên 15 phiếu này thì trong đó có 5 phiếu thuộc ủy viên thường trực và 4 phiếu thuộc ủy viên cái thành viên không thường trực của Liên Hợp Quốc đấy như vậy là chúng ta lưu ý cho cô là nó có một cái sự thay đổi và cái sự thay đổi này cũng có thể là một cách để người ta hỏi đưa ra cái dạng câu hỏi nâng cao yêu cầu chúng ta có cái sự hiểu biết như thế nào về sự thay đổi của đồng bãi Liên Hợp Quốc Phần quan hệ quốc tế này thì sẽ có những dạng câu hỏi nào người ta hay đề cập tới và những kiến thức cơ bản nào chúng ta cần phải nắm vững để khi chúng ta làm cái phần câu hỏi trắc nghiệm một cách dễ dàng. Thế thì trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến năm 2000 thì cô chia ra làm hai giai đoạn để chúng ta dễ theo dõi. Ở đây chúng ta vào giai đoạn 1, tức là quan hệ quốc tế từ năm 1945 cho đến năm 1991. Tại sao cô lại chia ra như vậy? Thì các em lưu ý cho cô là ở đây cô muốn lấy cái việc mà năm 1991 khi mà trật tự hai cực sụp đổ thì nó đã tác động tới cái quan hệ quốc tế. Đấy, và cũng năm 1991 thì à, lúc bây giờ cuộc chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc từ hai năm trước đó từ năm 1989. Vì thế mà nó cũng tác động tới cái quan hệ quốc tế giai đoạn sau. Vậy thì những kiến thức cơ bản từ năm 1945 cho đến năm 1991 thì những cái kiến thức để người ta vận dụng hình thành cái câu hỏi trắc nghiệm và buộc chúng ta phải nắm được thì ở đây nó có những cái dạng như sau thì các em chú ý cho cô là uh, sau chiến tranh thế giới thứ hai ấy, thì quan hệ đồng minh xô mỹ không còn nữa mà các em biết rằng là trong chiến tranh thế giới thứ hai thì mỹ và liên xô là đồng minh cùng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít thế nhưng ngay từ cái hội nghị Yalta chúng ta đã thấy xuất hiện những cái mầm mống của cái điều mà mà chúng ta thấy rằng là bất lợi trong quan hệ xô mỹ rồi và đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì trước cái ảnh hưởng lớn mạnh ngày càng rõ rệt của chủ nghĩa xã hội và cái ảnh hưởng của liên xô đối với các nước đông âu thì mỹ lo ngại rằng chủ nghĩa tư bản đang bị thu hẹp chính vì vậy mà mỹ đã phát động cuộc chiến tranh lạnh nhằm chống lại liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa và cuộc chiến tranh lạnh đó nó đã khởi đầu cho cái sự dạn nứt trong mối quan hệ uh, xô Mỹ và nó tạo ra mối quan hệ cực kỳ căng thẳng sau chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù không có sự đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ, thế nhưng uh, lại diễn ra những cuộc chiến tranh cục bộ mà ở đó đều có những cái sự can thiệp của cả Liên Xô và của cả Mỹ. Rồi là cuộc chiến tranh này nó diễn ra uh, trừ cái sự đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc thôi, còn lại trong các lĩnh vực văn hóa rồi là lĩnh vực chính chính trị rồi là kinh tế vân vân quân sự nó đều có một cái sự đối lập giữa hai cường quốc đại diện cho hai phe thì ở đây các em lưu ý cho cô là uh, những cái câu hỏi người ta uh, dễ hỏi chúng ta ví dụ như là vì sao quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ bị dạn lứt hay là đã chuyển từ đối từ là đồng minh của nhau sang đối đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai thì cái ý chúng ta cần trả lời ở đây vì sao lại có cái điều đó thì nó chính là mâu thuẫn về mục tiêu chiến lược hai cường quốc này mâu thuẫn nhau về mục tiêu chiến lược nếu như trong chiến tranh thế giới hai cả liên xô và mỹ giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới 2 cùng chung một mục tiêu chiến lược là phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít thì họ là đồng minh của nhau. Nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai thì về phía Liên Xô muốn giúp đỡ và ủng hộ cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Nhưng Mỹ thì lại sao? Mỹ lại muốn đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và kìm hãm cái sự phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chính vì mục tiêu chiến lược khác nhau nên hai cường quốc này đã không thể đi chung một hướng được. Nó đã trở nên thành đối đầu với nhau. Vấn đề thứ hai nữa là những cái biểu hiện mà nó chi phối cái quan hệ quốc tế trong thời kỳ này cái tắc cái kiến thức hay có thể nói rằng là cái sự kiện nó chi phối quan hệ quốc tế từ năm 1945 cho đến năm 1991. Đó chính là cuộc chiến tranh lạnh. Do Mỹ phát động. Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động nó đã tác động tới quan hệ quốc tế gần như là nửa sau của thế kỷ 20 các em ạ đến tận năm 1991 Vậy thì các em phải lưu ý cho cô, cô vừa nói với các em khái niệm chiến tranh lạnh là gì Để từ đó chúng ta có thể trả lời được những cái ý liên quan đến chiến tranh lạnh Cái thứ hai nữa là cái biểu hiện mà sự đối đầu xô Mỹ thể hiện qua cái, cái cuộc chiến tranh lạnh này nó thể hiện ra sao Thế là đây các em lưu ý cho cô những cái sự kiện chúng ta cần nhớ Đó là sự kiện vào tháng 3 năm 1947 Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ Truman trước Quốc hội tuyên bố rằng là cái sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là cái mối lo ngại của nước Mỹ và nhiệm vụ của Mỹ là đứng ra bảo vệ thế giới tự do. Thế giới tự do theo Mỹ là thế giới tư bản chủ nghĩa để chống lại cái sự bành trướng của Nga Xô tức là nói đến cái cái ảnh hưởng của Liên Xô đối với lại các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Chính vì thế mà học thuyết Truman đã ra đời. Đây, cái này, đấy, vân vân. Rồi là cùng với đó, cái sự kiện khởi đầu chiến tranh lạnh đầu tiên là như vậy. Rồi cùng với đó là kế hoạch San cũng diễn ra vào năm 1947. Đấy. Mỹ đã quyết định là viện trợ một số tiền rất là lớn để cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế Đấy. khoảng 17 tỷ đô la. Đấy. Và kế hoạch này còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu. Rồi tiếp nữa, biểu hiện của chiến tranh lạnh nó còn thể hiện rõ đó là cái khối quân sự do Mỹ thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO do Mỹ thành lập vào năm 1949 đã lôi kéo các nước Tây Âu tham gia đúng không nào? Như vậy là những cái, cái cái đây là người ta có thể coi là những cái khúc dạo đầu của cuộc chiến tranh lạnh thể hiện rất rõ cái mưu đồ của Mỹ để mà chống lại Liên Xô và các nước xã hội nghĩa và đối lập với nó để đối phó lại với những cái hành động mà Mỹ đưa ra. Thì ở đây các em lưu ý là năm 1949 thì Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV. Đấy. Rồi là năm 1955 Liên Xô và các nước Đông Âu cũng thành lập tổ chức hiệp ước quân sự Warsaw. Và. và như thế chúng ta thấy một cái sự đối trọng bên này kinh tế cái Macan, bên này là SEV Hội đồng tương trợ kinh tế, bên này là khối quân sự NATO thì đây là tổ chức Hiệp ước phòng thủ Warsaw. Như thế chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến tranh lạnh do Mỹ phát động đã buộc Liên Xô phải có những hành động đối phó và cái quan hệ quốc tế trong giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới hai nó bị ảnh hưởng bởi những cái hoạt động của Liên Xô và Mỹ với những cái tổ chức này. Đấy. Thế thì ở đây các em lưu ý cho cô Quan hệ quốc tế này nó nó chịu tác động và chi phối rất là lớn của cái trật tự hai cực Vậy thì chiến tranh lạnh nó bao trùm thế giới đánh dấu một sự kiện nào Người ta có thể hỏi chúng ta là chiến tranh lạnh bao trùm thế giới đánh dấu sự kiện nào Thì các em chú ý cho cô là đánh dấu bằng cái sự kiện là hai khối quân sự lớn nó đã hình thành trên thế giới Một khối do Liên Xô đứng đầu, một khối do Mỹ đứng đầu và cho đến năm 1955 khi mà thành lập xong cái tổ chức Vasava thì uh, có thể nói là trật tự hai cực yên ta cũng được xác lập và chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. Chúng ta lưu ý cho cô cái mốc để chúng ta có thể trả lời được cái dạng câu hỏi này. Uh, và một vấn đề nữa, chúng ta lưu ý rằng quan hệ quốc tế trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì không có chiến tranh thế giới xảy ra thế nhưng lại diễn ra các cái cuộc chiến tranh cục bộ Chiến tranh cục bộ, ví dụ như là chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp, chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ, chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đấy là những cái biểu hiện của chiến tranh cục bộ. Và trong cuộc chiến tranh cục bộ này, người ta không thấy sự đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mỹ, nhưng đều có sự can thiệp. Cô lấy ví dụ như là trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, thì khi mà À, chúng ta phải không chỉ đối phó với Pháp mà cả can thiệp Mỹ đúng không nào Mỹ bắt đầu can thiệp vào Việt Nam từ năm 1949 thông qua kế hoạch Grove đúng không như vậy thì chúng ta thấy rằng là à, có cái sự can thiệp của Mỹ thế còn nhân dân Việt Nam cái cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc cũng được sự giúp đỡ của Liên Xô của Trung Quốc vân vân đấy thì chúng ta thấy rằng là đều ít nhiều có cái cái sự có mặt gián tiếp của hai cường quốc Liên Xô và Mỹ rồi là gì nữa? Trong thời kỳ quan hệ quốc tế thì nó không phải lúc nào cũng là gay gắt các em ạ. Cái chiến tranh lạnh nó diễn ra có lúc rất gay gắt nhưng cũng có bắt đầu có những cái dấu hiệu hòa dịu. Vậy thì trong quan hệ quốc tế cái biểu hiện hòa hoãn nó được xuất hiện khi nào? Thì các em lưu ý cho cô là cái dấu hiệu hòa hoãn, hòa hoãn đông tây hay là quan hệ quốc tế có những xu hướng hòa dịu. Ở đây Người ta có thể yêu cầu chúng ta là đưa ra một loạt những sự sự kiện sắp xếp lại và đâu là sự kiện nó biểu hiện mối quan hệ đông tây hay là quan hệ quốc tế đã có dấu hiệu hòa hoãn. Thế thì các em chú ý cho cô là cái sự hòa hoãn này cái mốc của nó là đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20 là đã bắt đầu xuất hiện cái xu hướng hỏa hoãn. Và chúng ta sẽ xét đến những cái sự kiện, ví dụ như là ở nước Đức. Hiệp định về những cơ sở mối quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. đấy Rồi là vấn đề nữa là cái sự kiện mà Mỹ sang thăm Trung Quốc, sang thăm Liên Xô Nixon ấy sang thăm Trung Quốc rồi. Rồi là sang thăm Liên Xô vào năm 1972. Đấy. Và đặc biệt là cái định ước Helsinki được ký vào tháng 8 năm 1975 giữa 33 nước châu Âu và với lại Mỹ và Canada. Và như vậy thì đây là những cái dấu hiệu, nội dung của nó cô không nhắc lại nữa, nhưng ở đây chúng ta hiểu rằng là với những cái hiệp ước này thì tình hình thế giới đã bắt đầu hòa dịu hơn, hòa hoãn quan hệ quốc tế có dấu hiệu hòa hoãn giữa hai khối Đông Tây. Đặc biệt là cái định ước Helsinki là duy trì hòa bình an ninh ở châu Âu. Đấy. Giữa ở đây châu Âu thì có các nước Tây Âu với lại Liên Xô đúng không nào? Rồi các nước Đông Âu nữa. Đấy. Hoặc là khi Mỹ sang thăm Liên Xô, sang thăm Trung Quốc để mà À, với cái những cái mục đích riêng thì chúng ta sẽ xét sau trong cái phần lịch sử Việt Nam Nhưng dù thế nào thì những nước này đã ngồi với nhau Và cái mối quan hệ trên thế giới nó cũng bắt đầu có những cái xu hướng hòa dịu hơn Đấy, vân vân Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái dấu hiệu hòa hoãn Thì nó bắt đầu xuất hiện vào những năm 70 Và từ cái dấu hiệu hòa hoãn đó Các nước đã ký với nhau những cái hiệp ước về mặt kinh tế Những cái uh, hợp tác về mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật vân vân Và từ cái hòa hoãn đấy đi đến Chấm dứt chiến tranh lại Nó tạo ra một cái mối quan hệ quốc tế đã có sự thay đổi Chấm dứt chiến tranh lại vào tháng 12 Năm 1989 Tại cuộc gặp gỡ không chính thức Giữa hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô và Mỹ tại đảo Manta Vùng địa Trung Hải Thì đã tuyên bố là chấm dứt chiến tranh lại Vậy thì Người ta có thể đưa ra những cái yếu tố Để sắp xếp Yêu cầu chúng ta sắp xếp Ví dụ như là cho các sự kiện này à, một là uh, quan hệ hỏa hoãn đông tây này hoặc là hai là cái sự kiện là um, thành lập khối quân sự NATO này hoặc là ba là uh, sự kiện gặp gỡ tại đảo Manta này vân vân đấy thế thì sau đó người ta cho cái mốc thời gian và yêu cầu người ta là sắp xếp các cái sự kiện đó cho đúng với lại các cái mốc thời gian đấy hoặc là người ta có thể hỏi chúng ta rằng uh, cái đặc trưng chi phối hoặc là cái yếu tố nào chi phối quan hệ quốc tế từ năm 1945 cho đến năm 1991 thì ở đây cái đặc trưng để chi phối quan hệ quốc tế đó chính là cái cuộc chiến tranh lạnh và cái xu hướng trật tự hai cực hai phe là những cái yếu tố nó chi phối cái quan hệ quốc tế trong gần như nửa sau của thế kỷ 20 các em ạ đấy thế thì chúng ta đi cho cô những cái vấn đề như vậy à, vấn đề thứ hai cô muốn đề cập với các bạn đó là quan hệ quốc tế từ năm 1991 cho đến 2000. Theo quan hệ quốc tế từ năm 1991 cho đến 2000 thì nó có những cái biểu hiện như thế nào? Thế ở đây chúng ta lưu ý cho cô là ngay sau khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt vào tháng 12 năm 1989 thì từ năm 1989 rồi 1990, 1991, hàng loạt các nước Đông Âu tiến hành tổng tuyển cử và sau những cuộc tổng tuyển cử đó thì chủ nghĩa xã hội ở các nước này đã sụp đổ, giai cấp tư sản trở lại nắm chính quyền. Đấy. Và đặc biệt là cái sự kiện ngày 25 tháng 12 năm 1991 Liên Xô sụp đổ và Liên bang Nga là sự thay thế của Liên Xô. Cùng với đó thì các em thấy rằng là những cái tổ chức kinh tế và tổ chức hợp tác về quân sự trong phe xã hội chủ nghĩa cũng sụp đổ, đó là cái sự kiện mà ngừng hoạt động của SEV vào giữa năm 1991 hoặc là ngừng hoạt động của khối Warsaw cũng dựa vào giữa năm 1991 thì cho thấy rằng là trong cái quan hệ thế giới thì hai cực Đông Tây thì Đông đã sụp mà Tây thì còn. Và từ đây thì chúng ta thấy rằng là quan hệ quốc tế chiếm chủ đạo sau khi chiến tranh lãnh quốc chấm dứt đó là quan hệ quốc tế từ đối đầu trước đó chuyển sang đối thoại hợp tác từ đối đầu đã chuyển sang đối thoại hợp tác và điều này nó cho thấy rằng uh, những cái cái quan hệ của các quốc gia trên thế giới buộc cũng có một cái phải có những cái sự thay đổi và um, từ sau năm 1991 thì tình hình thế giới diễn ra những cái biến đổi rất là to lớn phức tạp theo các cái xu hướng chính sau đây ở đây thì chúng ta lưu ý cho cô là trong uh, tài liệu trong sách giáo khoa cũng đề cập tới bốn cái, cái 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 xu hướng chính mà sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt Đấy. thế thì ý, mục đích của chúng ta là với những cái câu hỏi mà nó có những cái phương án đúng ấy người ta uh, có thể chọn cho chúng yêu cầu chúng ta là đâu không phải là người ta có thể chọn ra ví dụ như là có bốn ý chẳng hạn thì người ta chọn lấy ba ý thôi và chọn một ý sai nữa và người ta yêu cầu chúng ta là đâu không phải là uh, cái uh, sự kiện phản ánh mối quan hệ uh, trên thế giới từ sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt ví dụ như thế cô lấy là lấy ví dụ thôi thế còn từ khi mà đối đầu uh, chuyển sang đối thoại hợp tác thì quan hệ quốc tế nó diễn ra theo bốn cái xu hướng chính mà đây cô chỉ cắm tắt để chúng ta nhớ những sự kiện cơ bản để chúng ta áp dụng vào việc mà trả lời câu hỏi để trắc nghiệm cho nó đúng đó là gì một là trật tự thế giới hai cực sụp đổ và trật tự thế giới mới thì đang quá trong quá trình hình thành và nó hình thành nên theo cái xu hướng đa cực nó phụ thuộc vào các cái trung tâm kinh tế khác nhau như vậy là trật tự hai cực thì sụp đổ trật tự đa cực đang hình thành trật tự đa cực đang hình thành nó phụ thuộc vào những cái trung tâm kinh tế sau này Để chúng ta có thể tạm hình dung ra là những cái cực ví dụ như là liên bang nga là sự thay thế của liên xô này rồi là mỹ rồi là liên minh châu âu EU, rồi là nhật bản và trung quốc đấy trực trật cực đa cực đang hình thành nó phụ thuộc vào các cái sự vươn lên của các cái trung tâm kinh tế này cái này chúng ta có thể nhớ để chúng ta khi mà người ta có thể hỏi là đa có trật tự đa cực đang là cái sự vươn lên của những cái trung tâm ABCD thì chúng ta lưu ý cho cô như vậy. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là uh, cái xu thế thế giới sau chiến tranh lạnh đó là cái quan hệ quốc tế là từ đối đầu sang đối thoại mà cái biểu hiện đầu tiên đó là trật tự đa cực thì đang dần dần hình thành phụ thuộc cái trung tâm này. Thứ hai là đến thời kỳ này thì trật tự hai cực trước đó thì do Liên Xô và Mỹ đứng đầu thì Liên Xô thì đã sụp đổ vì vậy mà Mỹ có lợi thế tạm thời thời kỳ này cả. Thì... Mỹ có lợi thế tạm thời Nhưng mà mang tính chất tạm thời thôi Và chính vì có lợi thế tạm thời Nên là Mỹ muốn vươn lên làm bá chủ thế giới Mỹ muốn thực hiện cái mưu đồ mà sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ đã mong muốn thực hiện Đó là làm bá chủ thế giới Tuy nhiên thì tiềm lực kinh tế của Mỹ Cũng như là cái cái, cái sự cạnh tranh của những cái trung tâm khác không muốn cho Mỹ làm điều này vì thế mà mà cái mưu đồ của Mỹ không thể thực hiện được do cái tiềm lực kinh tế và những cái cái trung tâm khác họ cũng không thể để Mỹ làm cái việc đó. Chính vì vậy mà Mỹ không thể thực hiện được. Vấn đề thứ ba nữa thì các em thấy rằng là cái xu thế thế giới thì đó, sau khi mà chiến tranh lạnh chấm dứt thì các quốc gia đều muốn dựa vào cái phát triển cái sức mạnh tổng hợp của mình. Trong đó cái yếu tố kinh tế phải là yếu tố số 1 chứ không phải là quân sự nữa cái sức mạnh các quốc thì các nước trong thời kỳ này các nước ra sức gọi là phát triển cái sức mạnh tổng hợp quốc gia trong đó yếu tố kinh tế các quốc gia đều ra sức phát triển kinh tế coi yếu tố kinh tế là trọng tâm trong cái việc mà phát triển cái sức mạnh nội lực sức mạnh tổng hợp của các quốc gia và yếu tố thứ tư người ta thấy rằng trong quan hệ quốc tế thời kỳ này đó là mặc dù là, là cũng đã thế giới là từ đối đầu đã chuyển sang đối thoại và cái quan hệ chủ đạo trong trong quốc tế trong quan hệ quốc tế thời kỳ này nó tập hợp được mấy cái chữ này hòa bình ổn định hợp tác phát triển đấy quan hệ chung của chiếm thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế hòa bình ổn định hợp tác phát triển đây là cái xu thế chủ đạo xu thế chính Thế nhưng mà bên cạnh cái xu thế chính này thì nhiều nơi vẫn còn có xung đột. Xung đột mang tính cục bộ. Đấy. Xung đột rồi là nội chiến. Vẫn có những cuộc xung đột nội chiến đẫm máu xảy ra. Mà cái người ta hỏi là nguyên nhân chính tại sao thế giới hòa bình ổn định rồi mà vẫn có những cái cuộc uh, nội chiến, vẫn có những xung đột đẫm máu xảy ra ở một số khu vực. Cái nguyên nhân chính ở đây đó chính là mâu thuẫn về mặt sắc tộc mâu thuẫn về sắc tộc mâu thuẫn về tôn giáo rồi là tranh chấp lãnh thổ tranh chấp lãnh thổ đấy đây là những cái lý do khiến cho nhiều nơi trên thế giới vẫn còn có những cái cuộc xung đột vẫn còn có nội chiến vẫn còn đổ máu nổ ra mang chất cục bộ còn lại quan hệ quốc tế từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc hay là từ chính thức là từ năm 1991 cho đến 2000 vẫn là cái xu thế chung mang tính chất là hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Và Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong cái xu thế thế giới như vậy, các em biết rằng là trước cái tình hình thế giới có những cái sự thay đổi như vậy thì Việt Nam của chúng ta cũng là một quốc gia đang phát triển Đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang lãnh đạo nhân dân ta phải tận dụng thời cơ thời cơ đối với tất cả các dân tộc trên thế giới hiện nay đó là có một môi trường hòa bình chúng ta phải tận dụng thời cơ để mà phát triển đất nước tuy nhiên cũng phải đề phòng cảnh giác tránh những cái nguy cơ mới nó đang tiềm ẩn và chúng ta phải cố gắng để mà sáng suốt lựa chọn con đường phát triển của dân tộc à, đối với Việt Nam trong quan hệ đối ngoại thì ở đây cô nói vấn đề có tính chất nâng cao một chút để nếu người ta hỏi những cái câu câu hỏi mà buộc chúng ta phải phải có cái nâng cao kiến thức của mình lên thì các em lưu ý cho cô là trong cái quan hệ đối ngoại Việt Nam sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt thì chúng ta cũng trên tinh thần là đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau và trên cơ sở các bên cùng có lợi, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Và nhìn chung cái xu thế của các quốc gia trên thế giới nó đang ở trong một cái mối bối cảnh là vừa đấu tranh với nhau thế nhưng lại vừa hợp tác với nhau để mà cùng phát triển.